Thưa quý vị, ngày hôm nay ngày 29 tháng 11, học sinh học viên khối lớp 10 và lớp 11, các trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, các trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố đã đi học trở lại. Như vậy là toàn bộ học sinh khối trung học phổ thông của thành phố đã đến trường học trực tiếp với những điều kiện phòng dịch chặt chẽ từ các trường học. Tại trường trung học phổ thông Hòa Vang, nơi có hơn 1.000 học sinh theo học, nhà trường đã tiến hành phân luồng học sinh dưới các chân cầu thang, đặt nước rửa tay sát khuẩn theo hướng dẫn phòng chống COVID-19. Với các học sinh lớp 10, đây là buổi học đầu tiên được mặc áo dài, bước vào một chặng đường học tập mới. Từ đầu năm học đến nay, các trường đã triển khai dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, vì được trực tiếp đến trường gặp thầy cô, bạn bè, vẫn mang đến cho học sinh nhiều cảm xúc. Dạy 5 giờ sáng để kiểu chuẩn bị rồi. Hôm nay ngày đầu tiên đến trường em mặc áo dài thì em thấy nó hơi lạ xíu tại mình đã qua một môi trường mới, cấp 3 mới. Để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, các trường đã khử khuẩn, dọn vệ sinh trường lớp, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch đến phụ huynh và học sinh, đồng thời chuẩn bị các phương án, kịch bản về phòng chống COVID-19 theo đúng quy định, tuân thủ theo khuyến cáo phòng chống dịch của các ngành chức năng. Sáng hôm nay là học sinh 3 khối 10, 11, 12 đi học lại trực tiếp. Thì cái tâm trạng của thầy trò sáng hôm nay như thế là cái ngày khai trường. Nhưng mà một vui thì đến 9 phần là lo lắng. Bởi vì các em đi học trong cái tình hình là dịch Covid vẫn đang còn diễn biến phức tạp. Thì nhà trường cũng đã chuẩn bị các cái phương án cho cái công tác phòng dịch. Yêu cầu các em học sinh phải tuân thủ 5K. Tuy nhiên do cái điều kiện thực tế của trường, thì nhà trường cũng sẽ chỉ đảm bảo được là 15 phòng học thì có đầy đủ là 15 lớp. Cho nên không thể nào thực hiện các cái biện pháp giãn cách. Những ngày đầu trở lại trường, học sinh sẽ được ôn tập các bài đã học trực tuyến, củng cố lại kiến thức đã học. Đến nay, thành phố Đà Nẵng cũng chính thức không còn vùng cam, vùng 3, nên tất cả các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đã mở cửa để đón học sinh trở lại.